6040 nha các bạn, sức khô luôn. Đất này nói chung vừa gáo rồi chứ khô lắm. Ở đây là Thường Phước, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Hồ mái của sông Hào. Dàn sớ này, dàn sớ theo máy luôn nha, nhìn nè. Có tay máy rồi, tay bắt xịt kìa. Đấy. Đất này nó gáo thôi chứ chưa mấy gì khô trắng nha các bạn. Đất này sớ là có chỗ nó dẻo. Có chỗ nó dẻo nhẹo luôn. Đi dĩ dạc kìa. Đi rồi ơi. À, mới phá dấu máy kéo xong, dấu bánh xong. Thường Thường Phước này thì 6040 cũng hơi nhiều á. Đầu chứ tính ra chắc cũng cỡ cả chục con á. Ngoại nào quân đạo quân mà cuốn gom không hết 4 con à. Con này bánh nhỏ, ngoài kia có con bánh lớn đang chạy ngoài kia kìa. Đất này sớ lần phơ. Cái vạt này thì cắt gõ rồi, vạt trong kia còn lõm ở trong kia thì đang cắt. Ù tà này cũng chịu chạy dữ ha. Số 040 su. Chữ su là viết tắt có chữ Super Unity nha các bạn. Là siêu siêu tiện ích đó. Chứ tiện dụng rồi đó. À này cũng chạy dữ ha. Vàng này 2 mét hay gì trời. 2m2, đây có câu 7040 rồi dân ma 725 nữa, rồi 7000 nữa thì 50 coi mình có nhớ 50 hay 53 quên rồi ta. Như 53, 5310. Quá chạy rồi. Hú rồi các bạn, hú là cái đặc trưng của mấy dòng này rồi. Nó là hú số. Hôm bữa của mình nhớ như là số 4. Bung nhanh hay gì á, bung nhanh là bung chậm thì quên rồi. Nếu 5018 cũng bị nữa, 5018 như bị số 1, số 2. Chung mớ cũ thì nó cũng hú hết trơn, nó hú rồi giống như nó đặc trưng của nó, là đặc trưng của dòng luôn. Máy 2403 hả? V2403 59.
đất này kiểu nó vừa gáo nước à, chứ chưa có phơi khô. Sớ này sớ lên phơi khô luôn. Con 2403 này hiện tại thì có trên 6040 này, 5018 với 5000 Việt Nam á, 5000 VN á, có 5000 màu đỏ. Rồi trên máy cắt 6070. Còn 7040 thì nó là 3307 à. À, 6040 này vỏ 30 với 28 là không cần đổi vỏ trước nha các bạn. Cái đó là tùy chọn của hãng luôn rồi. Mà lúc mình mua đó, lúc mua là hãng nó cho mình tùy chọn là vỏ 30 hay là vỏ 28 à, không cần lên bánh trước đó. Có nghĩa là nó chênh lệch 2 inch được đó. Chênh lệch 2 inch vẫn không phải lo cái vấn đề đồng tốc với không đồng tốc đó. Cầu trước như anh ngắt rồi, không có chạy cầu trước cái gì. Sơ hãng cái hộp sọ sao mà nó cũ xì vậy đó.
quá nhanh, tài này chạy quá chạy à. Nó cái khúc đốt khói đốt gơm mới đâu khúc dưới đó còn cắt đó. Cái bên kia mình cũng gần bên trường học bên. Ở đây là cái đường này mình cũng không biết kêu đường gì nữa. Đường đi vô động nè. Khúc này khúc ngoài chứ không phải khúc trong nha các bạn. Này rồi mấy công người ta 4 công quá. Không tới 4 3 công, không tới 4 công. Chạy à, chơi dữ.